Dạ em chào gì khán giả, chào khán giả là chào gì khán khảo, bạn cho bạn chết. Em đi xuống. Thôi chưa chưa, lại đem ôm. Em lại đem ôm gái lâu quá gặp. Lại đây ôm cái mà lâu quá mới gặp. Ôm ôm xong xuống luôn đi, chả micro cho người ta đi chở nữa. Ờ chả micro đi rồi, lại đây em ôm miếng cái đó. Trời ơi lâu quá không có gặp. Lâu quá. Sao? Nói nghe nè, cái bụng thiệt hay bụng giả đây, có người thắc mắc kìa. Bụng thiệt có bầu với anh Minh. Một tràng vỗ tay thật lớn cho người thầy của Đông Dương à. Lâu nghệ sĩ quá. Hoàng Ngọc. Miếng đâu mất tiêu vậy hả? Sợ không dám lên hình. Sợ không dám lên hình á. Này trai không thiệt nè. Ôi giận rồi, không có điều gì chơi tưởng đâu thương. Cậu không cầm cổ. Đừng lo, chị cầm đi, lát nữa Hoàng Ngọc đợi chị tiệm trà sữa để tiếp tục trà dư tử hậu. Ban nhạc kỳ như 7 người đòi hôn kìa. Không, 7 người đó hả? Tiễn em đi luôn.